Chứ còn dao bóng này là một trong những loại dao rất đẹp, rất lịch sự, rất lịch lãm, rất cuốn hút. Nhưng mà nếu các bạn không biết sử dụng thì nó trông rất là ố dề. Wow! Một đôi Crockett & Jones Oxford dao bóng cực kỳ mới. Nhìn cái phần mặt da ở đây thì mọi người nhìn nó quá bóng luôn. Quá đẹp! Wow! Mình chưa bao giờ nhìn thấy loại da nào bóng và đẹp như này. Cái độ hoàn thiện này thì nó sẽ làm mình gợi nhớ đến những đôi Tom Ford khoảng 2.000 đô. Nó rất là đắt. Cái bộ đế này thì thường người ta sẽ dùng để dành cho đi các sự kiện tiệc tối hoặc là những cái sự kiện rất sang trọng. Cái người mà có cái độ thẩm mỹ rất là cao và họ biết cách ăn mặc, họ biết cách sử dụng đồ thì họ mới sử dụng dao bóng rồi thôi. Đây, cái phần gót của đôi giày này nó khá là mỏng. Mình nghĩ đôi giày này chắc chỉ khoảng gót của đôi giày này chắc chỉ khoảng hơn 2 phân một tí thôi. Dẫn đến là những cái đôi giày của anh nếu các bạn đi vừa thì nó tạo cho mình một cái điểm cân bằng. Đấy, các bạn nhìn này. Nó rất là cân bằng, rất là vững chãi chứ nó không bị bồng bềnh. Đấy. Các đường chỉ khâu cũng như là ở bên trong lót này chúng ta không nhìn thấy bất cứ đường chỉ nào. Thì mình dám chắc với các bạn đây là một đôi giày đế dán, hoàn toàn là bằng đế dán chứ không phải là cấu trúc đế khâu, đế black hay là đế hoodie nào cả, để tạo nên cho một đôi giày có cái đế thật là mỏng, thật là sexy, thật là cuốn hút như này thì người ta sẽ phải hy sinh cái cấu trúc của đôi giày từ đế khâu chuyển sang đế dán, và chắc chắn là nó sẽ không thể bền bằng những đôi giày đế khâu bình thường được. À, vì vậy là những đôi giày này mình khuyên các bạn, dù các bạn không có ý định khâu nó thì bạn cũng nên khâu nó rất là sớm, bởi vì những cái phần này đế và da này nó sẽ bong ra khá là nhanh, bởi vì ở điều kiện thời tiết của châu Âu họ sẽ sử dụng cái loại keo khác. Nếu mà anh em mua mới thì nó rơi tầm khoảng 15 đến 17 triệu, và với một cái chất lượng của châu Âu thì thực sự là tuyệt vời. Nhất là Crockett & Jones, một cái thương hiệu khoảng 140 năm của anh, thì đây là một đôi giày cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng tiền và chất lượng tuyệt hảo.